với một chương trình Em Yêu Khoa Học bắt đầu. Đây là chiếc xe Toyota Razor bản máy xăng turbo nha, ba máy turbo. Thì xe này bên em làm bảo hiểm cho khách nè. Đó. Bị múc vào cái phần trụ chính bên tài. Đó. Thì anh em thử coi xem coi nha. Nói chung là đồng trong xương này á thì có thể nói là nó cũng khá là dày dặn, nhưng mà những cái phần như là ở phần trên này nó khá là mỏng nha. Đó, xe này thì được cái là cái cục máy turbo này á nó cũng khá là ổn định, máy 1KR nè, chạy cũng khá là ổn. Đó. Đó, đây kép của kép gió của turbo nha. Thì cái phần trụ rinh đó này thì gọi là có xe làm cho khách thì mới gọi là có cái để quay lên cho anh em nè. Xe này thì bên em vẫn hỗ trợ mở bảo hiểm cho anh em nha. Anh em mà ví dụ như mà bị vấn đề trầy xước gì đó cần sơn thì bên em vẫn mở bảo hiểm, hỗ trợ mở bảo hiểm cho anh em bình thường. Đó. Đây. Cái này thì lại rút ra nha. Cabo này rút ra. Thì em cũng không muốn quay cái số xe của xe này lên nha. Cho nên là ví dụ anh em nào mà đi mua xe lướt á thì một là mình chất hãng là một phần rồi, mình còn phải chất thêm bảo hiểm nữa nha. Cái này là nhắc cho anh em để anh em không có bị lầm khi mua nha. Đó. Còn xe này thì máy chạy rất là tốt, giác lái rất là pin, nhưng mỗi cái là cái dàn xương này thì nói thẳng ra nó không được cứng cáp nha. Đó.